Đây là lần thứ ba Quốc hội Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch IPA và lần thứ ba đăng cai tổ chức Đại hội đồng IPA. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một kỳ Đại hội đồng IPA được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Theo ban tổ chức, hơn 380 đại biểu dự Đại hội đồng IPA 41 theo hình thức trực tuyến tại 43 điểm cầu, trong đó có 11 Chủ tịch Quốc hội của 10 nghị viện thành viên. Đại hội đồng IPA 41 tập trung xem xét và thông qua các nghị quyết về thúc đẩy vai trò của nữ nghị sĩ trong bảo đảm việc làm và thu nhập của lao động nữ, Ngoại giao Nghị viện vì hòa bình và an ninh bền vững ASEAN, vai trò của Nghị viện trong thúc đẩy gắn kết và phục hồi kinh tế ASEAN sau đại dịch COVID-19, tăng cường vai trò của IPA xây dựng cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN chủ động thích ứng với đại dịch COVID-19. Đại hội đồng cũng sẽ tổ chức phiên đối thoại IPA ASEAN về những tác động của đại dịch COVID-19 đối với việc triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 trên cả ba trụ cột. Tại Đại hội đồng IPA 41, Quốc hội Việt Nam đề xuất hai sáng kiến quan trọng, một là tổ chức hội nghị không chính thức Nghị sĩ trẻ IPA, Quốc hội Việt Nam mong muốn sau đại hội đồng lần này, hội nghị không chính thức Nghị sĩ trẻ IPA sẽ trở thành cơ chế chính thức trong khuôn khổ đại hội đồng IPA, tạo diễn đàn để các nghị sĩ trẻ có tiếng nói mạnh mẽ và đóng góp hiệu quả hơn vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực. Hai là kết nối gắn kết hoạt động của IPA với hoạt động của Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, gắn với việc thực hiện chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững. Cụ thể hóa sáng kiến này, Quốc hội Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị trực tuyến đối tác nghị viện về hợp tác giáo dục văn hóa vì sự phát triển bền vững vào ngày 30 tháng 7 năm 2020 với sự tham gia của Tổng thư ký IPU và đại diện Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định đây là lần đầu tiên IPA tổ chức một hội nghị chuyên đề nhằm thúc đẩy sự phát triển quan hệ đối tác nghị viện trong triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững nói chung về hợp tác giáo dục và văn hóa nói riêng. Tôi đánh giá cao hành động kịp thời của các nhà lãnh đạo ASEAN, đặc biệt là tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 về ứng phó chung của ASEAN trước đại dịch Covid-19. Những hành động kịp thời và hiệu quả của chính phủ các nước ASEAN những cống hiến không biết mệt mỏi, sự hy sinh quên mình của tất cả các lực lượng trong xã hội đã góp phần nỗ lực ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch ở các nước trong khu vực ASEAN của chúng ta. Với sáng kiến và thành công bước đầu của hội nghị, Việt Nam mong muốn tạo diễn đàn mang tính thường niên của IPA để cùng trao đổi, tìm ra các biện pháp thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững trong khu vực ASEAN.